Dương Mịch quá khao khát tình yêu nên bất chấp đụng chạm nam nhân Huỳnh Hiểu Minh cũng không thoát. Thời gian này Dương Mịch liên tiếp bị các fan của Đinh Trịnh Hâm và Hàn Đông Quân chỉ trích vì cô đã sờ mó xoa đầu hai đàn em trong chương trình Hoa Tỷ Đệ mùa 4. Bởi lẽ hành động này của nữ diễn viên được netizen đánh giá là tỏ ra thân thiết quá đà và cố tình động chạm khiến người xem dễ hiểu nhầm khi coi show. Cụ thể khi cả anh chàng đang ngồi ngắm cảnh thì Dương Mịch đã tiến đến từ đằng sau vuốt má xoa đầu Hàn Đông Quân lẫn Đinh Trịnh Hâm và bảo ngủ đi bảo bối. Nhiều khán giả cho rằng Dương Mịch làm vậy là có ý đồ tán tỉnh đàn em rất rõ ràng. Thế nhưng đây cũng không phải là lần đầu mỹ nhân sinh năm 1986 nhận phải gạch đá với lý do tương tác không có điểm dừng với đồng nghiệp nam. Cụ thể lúc còn mặn nồng với chồng cũ Lưu Khải Uy, cô đã từng vướng ồn ào hẹn hò với tài tử Lý Dịch Phong khi cả hai có cơ hội hợp tác trong Cổ Kiếm Kỳ Đàm và Phanh Nhiên Tinh Động. Ngay trên phim trường, Dương Mịch vô cùng chủ động làm nũng, khoác tay cũng như để bạn diễn động chạm vào những chỗ có phần riêng tư. Ngoài ra, Dương Mịch còn nhiều lần làm các fan của Hứa Khải, Hoàng Hiên, Hoa Thần Vũ, Huỳnh Hiểu Minh và Tạ Đình Phong không thoải mái khi có những hành động trên mức đồng nghiệp với nam thần của họ. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng cũng có thể nữ diễn viên đang mong muốn tìm mối quan hệ yêu đương mới hậu ly hôn nên mới xảy ra không ít chuyện hiểu lầm. Trước đó, Dương Mịch đã có vài lời bộc bạch về tình trạng hiện tại của bản thân trên tạp chí. Trong bài phỏng vấn, Dương Mịch chia sẻ tôi khao khát có một mối quan hệ mới và mong được yêu từng ngày. Đối với nhiều người, công việc đã vắt kiệt sức lực để không còn tha thiết đến tình yêu. Đi làm rồi về nhà, mặt nạ chưa đắp, nhà cửa chưa dọn, còn phải gội đầu, tẩy trang, cuộc sống quá mệt mỏi. Nữ diễn viên cũng từng bày tỏ quan điểm về một mối quan hệ hoàn hảo, có thể không cần quá ồn ào, miễn là bạn hạnh phúc. Người đẹp sinh năm 1986 khuyên những cô gái không nên dựa dẫm vào người khác, phải tự sắp xếp chu toàn cho bản thân. Dương Mịch cho biết tạm thời ưu tiên công việc hơn chuyện tình cảm. Tôi đang nỗ lực theo đuổi cuộc sống hạnh phúc của chính mình, đó là phấn đấu cho sự nghiệp. Tôi nghĩ đây là một lựa chọn đúng đắn, chỉ bản thân mới mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối cho bản thân. Bạn sẽ đối mặt với rủi ro nếu tìm kiếm sự an toàn, bảo bọc từ người khác. Nếu người ta bỏ bạn đi, bạn sẽ thế nào? Dương Mịch chia sẻ. Dương Mịch cho biết là một phụ nữ từng trải, cô nhận ra rằng không nên yêu thương quá cuồng nhiệt hay dựa dẫm vào đối phương. Cô tin rằng khi phụ nữ đủ điều kiện tài chính, họ sẽ biết cách tự chăm sóc và tìm vui cho chính mình. Nữ diễn viên tin rằng một người đàn ông chân thành mang lại cảm giác an toàn sẽ giúp mối quan hệ của cả hai phát triển. Trong giới giải trí Hoa ngữ, Dương Mịch luôn có tên trong danh sách những mỹ nhân được khao khát nhất làng giải trí. Cô không chỉ xinh đẹp, thành đạt mà còn có lối sống độc lập được nhiều chị em ngưỡng mộ. Kể từ khi ly hôn vào năm 2018, cô trở thành một trong những phụ nữ độc thân quyến rũ nhất làng giải trí Trung Quốc. Dương Mịch tham gia showbiz từ nhỏ và được yêu mến qua các dự án phim truyền hình như Tam Sinh Tam Thế, Thập Lý Đào Hoa, Tiểu Thời Đại, Tôi Là Nhân Chứng, Tú Xuân Đao Hai. Gần đây cô đóng Học Châu Phu Nhân, Bạo Phong Nhãn, Cảm Ơn Bác Sĩ. Năm 28 tuổi, Dương Mịch kết hôn với nam diễn viên Lưu Khải Uy và sinh con gái Tiểu Gạo Nếp không lâu sau đám cưới. Dương Mịch thật thà thừa nhận cô đồng ý làm đám cưới vì lỡ mang thai bé Tiểu Gạo Nếp. Cuộc hôn nhân của Dương Mịch và Lưu Khải Uy chỉ kéo dài gần 5 năm. Nhiều nguồn tin cho rằng việc sống xa cách thường xuyên và sự độc lập của Dương Mịch là nguyên nhân khiến hai người dần không có tiếng nói chung. Sau ly hôn, Dương Mịch nhường quyền nuôi con gái cho chồng cũ, bé Tiểu Gạo Nếp sống tại Hồng Kông và do ông bà nội chăm sóc. Hơn 2 năm qua, nữ diễn viên nổi tiếng không về Hồng Kông thăm con gái vì lịch làm việc bận rộn và do ảnh hưởng của dịch bệnh. Sau hơn 15 năm gây dựng sự nghiệp, Dương Mịch hiện là một trong những ngôi sao 8X thành đạt và nổi tiếng nhất màn ảnh Hoa ngữ. Ngoài việc là một diễn viên, cô còn là bà chủ của một số công ty điện ảnh, gương mặt thương hiệu cho nhiều nhãn hàng danh tiếng. Kết thúc cuộc hôn nhân với Lưu Khải Uy, Dương Mịch bị đồn đại hẹn hò bí mật với đàn em Ngụy Đại Huân. Trước những tin đồn này, cô đều chọn cách im lặng.